Tóc của tôi, trời ơi. Mày im coi. Tóc mày, mày khóc hoài hả? Mày làm như nhổ răng vậy á? Tóc đã đi ra khỏi đầu rồi. Trời ơi, cắt tóc miễn phí không ý kiến cho mày. Hai đứa mày làm sao mà tao trọc đầu luôn đi. Tao ơi. Vậy mày cứ la làng gì sao nó có cảm hứng mà nó cắt tóc cho mày đẹp được. Mày cầm kiếm, mày cầm cao quá sao tao coi. Thì từ từ coi. Trời ơi, nó cầm kiếm nó không cho khách coi, nó đường thợ coi không mà trời á. Tao bực mình mày quá. Tao chưa thấy mà tao hớt tóc cái kiểu nào mà mày cứ ngồi mà khóc vậy. Trời làm gì mà mình hớt tóc nít vậy. Trời ơi, khách mà nó không cho khách coi. Làm sao biết được tóc của mình đó biến quá như thế nào. Trời ơi, trời. Mệt rồi. Trời ơi, tóc ơi, cho tao bữa tao coi cho coi. Rồi đó. Tao không hớt nữa. Thợ gì đâu á, không có cái khăn tròn nữa. Lần nào tôi hớt cũng bắt tôi mua cái áo mưa. Tao mở tiệm đi rồi mày tha hồ tao cho mày ngồi trong phòng máy lạnh luôn. Mày hớt đi rồi hớt mà còn nghỉ mệt nữa. Thôi đi đứng rồi mày ngồi yên để cho nó cắt cho lẹ đi. Tao coi chút xíu coi. Trời ơi, lần trước nó hớt cái đầu tao kìa. Hớt cái vô lớp mà mấy đứa nó tưởng là con vi trùng sida không á. Chỉa lần này tao biết. Bây giờ mày muốn tao hớt cho mày nữa đó. Mày nín đi, mày im lặng. Tao lo lắng. Lo lắng gì? Tao lo lắng. Cái đầu tao không giống ai hết trơn. Hôm trước mày hớt sao tụi nó nói dòm cái mặt tao giống như trái xoài. Bên bự bên lép vậy nè. Từ từ. Trời ơi, tao nhìn tao lúc đó nó yếu. Bây giờ nó cứng rồi. Cứng gì? Ê, mà công nhận nha, lúc đó tao nhìn mặt mày tao thấy giả mang dễ sợ á. Tao là bạn thân của mày, tao nhìn tao còn thấy gớm đó. Đừng nói chuyện người khác. Hôm nay nhìn được không? Hôm nay nhìn được không? Hôm nay hả? Công nhận hết tóc nó mỏi tay luôn mày. Trời, tóc mày hết gì vậy? Tóc tao có chút xíu mày hết hết trơn. Chưa hết. Nửa chừng á tao ngưng lại đó. Chứ còn nếu đúng là còn một đống nữa mới đúng. Mới đẹp cái đầu. Vô cho tao mượn coi. Quê là không hết. Gì loáng thoáng tao thấy hình ai chứ không phải hình tao à. Đưa tay. Cầm kiếm đưa luôn túi trời sao tao coi. Gì vậy? Tao biết nào. Mày cái gì? Mày ở cái đầu tao kiểu gì vậy? Tao biết. Mày bắt đền cho tao. Tao đang hớt nửa chừng. Ai kêu mày cứ làm bèn bài, tao không thèm mất nữa. À, tao ớt lại đàng hoàng cho tao đi, tỉa ra cho tao đi. Cái gì sặc rằng vậy nè, thấy ghê vậy. Trời ơi, tao quay mày rồi. Không à. Bảy giờ rưỡi tao đi chơi với Cúc rồi à. Trời mày. Cho mày 10,000. Làm gì? Qua tiệm ông Bảy cắt lại. Tao quê mày là tao không hớt nữa. À, chú Bảy ơi cứu con. Chú Bảy. Ông Bảy về quê rồi. Hả? Ừ. À, tao mẹ. Chú Bảy. Nè. Chú Bảy về quê. Có cái tiệm mà tóc máy lạnh vậy kìa. Ở đầu đường á, 50,000 đầu. À, mày cho tao có 10,000 cho tao. 10,000 chỉ có cạo đầu thôi. Bây giờ mày đồng ý mày ngồi yên tao hớt tiếp. Còn không thôi dẹp. Tao quê là con người tao hớt tóc cũng phải có sĩ diện. Có nhân cách của tao. Giờ sao? Ngồi im mình à. Hớt lại tao đi. Hớt lại phải không? Mà tao nhìn mặt này tao ghét quá mày. Hay. Tao không hớt nữa. Mày muốn cắt kia mày cắt đi. Tao cầm kiếm cho. Giờ tao cho mày. Tao chỉ cắt cho. Giờ tao cắt hả? Không. Bây giờ nè. Má ơi, con có lỗi với má. Có lỗi gì? Má tao gửi tiền lên cho tao hớt tóc tao ăn hết. Bây giờ mày có hớt không? Trả 10,000 nè mày. Trời ơi. Làm ơn mở lần ta đi. Tao là như vậy, tao quê rồi tao không hớt là không hớt. Chừng nào mày tốt nghiệp vậy? Thì đó, mày nói chỉ mắc cười quá. Tao mày học chung. Thì mày tốt nghiệp, tao tốt nghiệp. Hiểu chưa? Cũng có. Tao hỏi mày chừng nào mày tốt nghiệp hớt tóc hả? Tao không biết chừng nào nữa. Nó cứ mở khóa liên tục. Nó học lại từ đầu hoài à. Sao lần nào tôi cũng bị dụ hết vậy nè. Thôi mày vô mày tắm giùm tao cái đi. Rồi, lát chiều cắt lại. Nghe nè. Gì? Tao đi chơi. Cho tao mượn bộ đồ của mày. Biết rồi. Vô tắm đi. Mượn bộ đồ mày nha. Ừ. Đồ tao giặt hết trơn rồi. Ê, nói gì thôi. Cái quần tao hôm qua mặc lỡ rách đái rồi. Giá lại đi. Mày mặc đồ sao cứ rách đái thằng nhà mày. Hả? Ai biết. Ồ tới gơi. Đợi chút xíu nữa tao cho mày miếng keo, miếng mút thì nó mày chảy lên là đẹp liền à. Tao thề không bao giờ để cái đầu tao cho mày hớt nữa đâu. Ừ.
mày nói làm sao chứ tao nghĩ là từ đây cho tới một tháng nữa tao không bao giờ tao coi gương á. Mày làm mày khóc dữ vậy, tao nghĩ là mày ba má mày vẫn nhận mày ra mà. Má đỡ gì cho tao nước tóc mà con ăn hết à, để đầu con sạch rằng à bà ơi. Cho mày vừa. Ghét đứa nào mà hất tóc mà ngồi khóc khóc khóc. Già đầu như nít. Nó làm như nít vậy mày. Ê. Mày biết nó hất tóc nay rồi nó mượn quần mày đi đâu không? Đi đâu? Tao nghe nói là nó đang quen với con Cúc á. Gì? Hẹn hò với con Cúc. Con Cúc hả? Ờ. Cúc mà bà chằn nhất lớp mình á hả? Phải không? Trời ơi, cái con đó là tao nói thiệt mày nha. Nó vừa dữ mà nó vừa ăn nhiều nữa. Tao nói thì thằng Tuấn mà đi chơi với nó nha, có ngày á. Sao? Có ngày là nó ăn thịt thằng Tuấn luôn mà chưa đủ no đó. Tao nói thiệt với mày. Không biết nó làm sao nha. Chứ nhìn hai cái tướng của hai đứa nó mắc cười quá mày. Đứa như con chuột kìa. Đứa như con voi. Nhìn hai đứa thấy gớm luôn nhưng mà cặp bồ hẹn hò. À, mày nói tao mới để ý nha. Hai đứa mà đi chung với nhau thì có giống y như là số 10 trồng giò. Ê. Khoan. Tao nghĩ nha. Hai đứa đó mà sau này mà quen nhau nha, đi ra đường á, rồi tao không biết là đứa nào chồng nào vợ á. Mày công nhận không? Ủa? Chó con đâu vô nhà mình vậy ta? Không phải chó. Mà trời. Voi rừng tánh linh nó kéo về. Sao vậy? Sao cứ nhè người vắng mặt mà nó xấu vậy? Không phải. Tụi anh lo xa. Cúc ngồi chơi. Thì ghét anh quá. Anh lo xa sợ mai này em với con Tuấn hai đứa quen nhau thành chồng thành vợ không biết lấy nhau rồi ăn ở làm sao. Trời ơi, hạnh phúc. Nó nghe là anh Tuấn đâu rồi? Trong toilet. Toilet đó hả? Ờ. Ê, ê. Đâu vậy? Vô toilet kiếm anh Tuấn. Trời ơi, cái toilet nó nhỏ xíu à. Em vô toilet là Tuấn nó văng ra ngoài á. Không, tao vô tao đu trái cây, tao đâu có vô chổng cho nội nè. Trời ơi. Trời ơi, xong đợi ra đây rồi đưa. Ê. Em lãng quá à. Muốn đưa trái cây gì thì để đây đi. Chứ nó ra được. Tự nhiên vô toilet đưa trái cây là sao? Thải đâu rồi? Vậy? Trời ơi. Lạnh quá Thải ơi. Chưa khâu xong gì hết trơn á. Này lên. Trời ơi, dành nữa kìa. Trời ơi, nữa. Có chân. Trời ơi. Hai đứa này chắc không thể học tới nơi tới chốn quá. Phải nghỉ học lo đám cưới quá. Cái gì đâu sàng tới sàng lưu hoài vậy bà? Biết sao không? Hôm nay hai đứa hẹn nhau. Hẹn đi chơi, hẹn lần đầu tiên. Em nóng ruột quá. Cái em vô em kiếm. Ai ngờ đâu vô, em thấy. Thấy gì? Em thấy gì rồi? Nói nghe nè. Dạ, chú anh Tuấn xong á. Nói em ra chỗ cũ em chờ ảnh nha. Nó nghe. Cái gì? Chỗ cũ là chỗ nào? Thiệt nói anh, cái chỗ cũ là cái chỗ. Nhưng mà em muốn biết là chỗ nào? Nhiều chuyện, vô duyên. Chỗ hẹn hò người yêu nở làm gì? Nói vậy là tôi không biết à. Đi nha. Con nhận nhỏ này nó vô chặt nhà mình liền ta. Khí thế luôn á. Tưởng này vô phước ghê. Hai đứa này mai mốt mà. Trời ơi. Sao tụi bay không chặn con Cút lại để đi vô chổng vậy? Ừ. Công nhận nó mặc bộ đồ này nhìn nó giò nó dài ghê thôi. Dài gì? Công nhận mày mặc cái bộ đồ này nhìn giò mày dài ghê á. Vậy hả? À, nhưng mà cái lưng nó ngắn. Công nhận mày mặc bộ đồ này á nhìn giống dịch đồ nào á. Cười gì? Thiệt á. Mày nói gì kỳ mày? Nói quá đáng rồi. Mày cũng vậy nữa. Gì? Ủa sao tao thấy bụng mày đâu bự ra mà sao cái quần miệng bụng bự quá. Tao phải thở ra như vậy nè. Đó, thở ra như vậy nó vừa nãy không? Nó tụt bài. Mày á, mấy đồ cũng vậy nữa. Đó nè, mày chi mà quần dài sọc có thấy ghê không? Trời ơi. Tao mang guốc cao gót lên cũng chưa chắc là vừa nữa. Kích
thước của tao sao tao mai vậy chứ sao? Mày nghĩ sao mày đàn ông trai mày mày mang gút cao gót trời ơi, mày ấy. Trời ơi, ê nó nghe nè. Sao? Lát tôi đi ra ngoài tao mượn cái kéo của chú Bảy tao cắt nha. Thôi ơi. Trời ơi. Không thôi trả quần lại đi. Quần người ta tự nhiên mày mặc không vừa rồi mày đòi cắt cái quần người ta làm sao? Chứ giờ làm sao? Mặc vậy đi. Thôi nè, rồi ngồi trong bụi trong lùm á, rồi mũi nó cắn mà giấu chân được. Trời ơi, thiệt tình á. Ê nó nghe. Tới giờ rồi thôi tao đi. Biết rồi. Cúc nó hẹn mày là chỗ cũ. Làm gì vậy? Nhón lên mới vừa. Trời ơi. Đi mày đi với Cúc mày vậy không hả? Ừ, vậy đi cho nó cao. Giống như đi cà khiêu hả? Đi cho nó cao đúng không? Nó nghe. Đi. Tụi tao muốn biết nguyên nhân là mày với Cúc quen nhau làm sao hả? Ừ. Thiệt nói vậy coi. Hãy vô duyên quá. Vô duyên quá. Nói nghe coi. Trời bạn bè có đâu mắc cỡ. Tao hứa cỡ gì? Mày là mày đi chơi xong về tao tỉ tóc mày tụi đẹp. Trời ơi, tụi bay đừng có hỏi ba chuyện này. Không bất ngờ thiệt á. Mày quen ai mày quen là à, cô anh Cúc cũng đơn giản lắm. Trong cái trường hợp nó cũng đặc biệt lắm. Sao? Bữa ta đi ăn hộp vịt lộn. Xui quá ta đi ăn hộp vịt lộn phải không? Cái tao vô tao ăn. Trời ơi, cái tao ăn 5 trứng. Tao ăn một hơi 5 trứng. Cái tao nghe bên kia nói, cho trứng nữa đi chị ơi. Cái bà bán vịt lộn đó sao không? Trời ơi. Con này nó ăn tới trứng thứ 8 rồi đó nha. Trời ơi. Hả? Ăn trứng thứ 8 rồi hả? Tôi say quá. Trời ơi, tôi thấy Cúc ngồi ăn. Cúc quen quá mà, đúng không? Quen quá mà. Tôi nhìn nó trời ơi, Cúc ăn ngon lạnh nha. Cái tôi để ý rõ ràng. Nghĩ đi cho nó cao. Cái trứng thứ 8 xong rồi. Cái tao thấy vậy, cái tao ái mộ. Thấy Cúc ăn được vịt lộn hơn tao, tao ái mộ. Cái kêu, chị cho em 2 trứng nữa, đưa qua cái bàn bên đó. Cái xong rồi bà đem ra, không biết nói gì mà Cúc say qua tao. Ánh mắt nó trìu mến. Ra vẻ như cảm ơn tao á. Sao mày biết không? Nó đập một cái hộp vịt lộn, nó bỏ nguyên một trứng vô họng đó. Nó làm cái ào. Tao còn thấy nguyên cần cổ con vịt lòi ra ngoài đó. Trời ơi. Thôi thôi, mà tao thích vậy á. Trời ơi, xong nó làm cái quất con vịt vào cho tao. Trời mày nói tao nghe mất ói quá. Trời ơi, xong cái trứng thứ 10 đó mày. Nó không cần gì chứ. Nó đập cái pẹt, nó lột ra vậy. Nó để cho lại làm tuốt vô trong luôn. Hay dễ sợ, ái mộ quá. Nó có ăn nữa mà nó đi thi á. Thật sao đi. Tao ái mộ quá, tao trả tiền hết luôn. Cái Cúc á, mới đi qua tao. Đứng bờ môi run run mà vui. Cảm ơn tao mà trên miệng còn dính nguyên cọng lông vịt. Trời, tao thấy cái hình ảnh đó không bao giờ tao quên mày. Tối tao nằm mơ, tao cứ thấy Cúc có cộng lông dịch kia đây à. Trời ơi, giống phim kinh dị quá. Mày vô duyên. Mối tình tao lãng mạn mà kinh dị gì. Tao hứa với Cúc là lần sau tao dẫn Cúc đi. Lần sau nó ăn 15 trứng. Trời ơi. Bữa nay là hứa ăn 20 trứng nè. Trời. 20 trứng. Trời, thì tao biết Cúc mày thì không hổ danh là nữ bay hoàng ẩm thực. Hai đứa bay mà lấy nhau á, là biết đó là sanh ra cái gì rồi. Sanh ra nguyên con dịch á. Mà làm em kiếm gì vậy? Em kiếm gì vậy? Đây đây. Dài mày đâu cho tao mượn. Là anh chỉ có dài dép đây. Nè, mang đỡ đâu vô. Mang dép lào đi chơi với con Cúc. Được không? Không? Đựng chút á. Được không? Được, đỡ hơn cái này chắc được cái mày. Con này mang lịch sử đúng không? Ừ. Sao kỳ vậy ta? Sao giống như mang chiếc xuồng vậy trời. Có kệ nó, cái quần mày nó dài nó che là hết rồi. Cho đựng chút. Mang dép lào đi, lát tao về tao trả lại cho. Biết rồi. Đi nha. Đi ăn hột vịt lộn. Ôi, bờ môi run run, còn dính là cọng lông vịt. Trời ơi, thằng này nó bị điên mày ơi. Quá điên chứ còn gì nữa. Trời ơi, con Cúc ăn sạch mấy chục trứng hột vịt lộn của nó vậy mà nó còn ngất ngây được. Đúng. Bởi vậy, có tiền mà dạy gái. Nó có tiền, không có dám mà đi hớt tóc. Mà còn bao nhiêu tiền là cúng cái chuyện hột vịt lộn mà. Ê, cái gì? Tao biết hai đứa hẹn hò nhau đâu rồi. Đâu? Quán hồ vịt lộn. Rúm thiệt á. Tao giờ nghe nè. Tới bên mày. Làm gì? Thì ngồi xuống đi tao hớt tóc cho. Thôi. Tao tốn tiền. Tóc tao đâu có dài đâu hớt làm gì. Tao nói giỡn chơi với mày thôi á. Tại thằng Tuấn tao ghét nó. Tao mới tỉa vô đó. Còn mày tao hớt đẹp rồi. Thôi được rồi. Cảm ơn. À, ngồi xuống tôi hết đi cho tôi quen tay của tao thôi. Được rồi. Tụi biết nó. Tụi biết tỉ tới ngày rồi. Thôi để cái khác đi. Nó nghỉ mà đi. Thôi mày tự hết mày đi. Ê. Hải. Cho tao mượn cái đầu tao hết tạm đi coi.
Mày tự hớt đi. Tao hứa tao hớt đẹp cho mày mà. Tao phải hớt nhìn Tuấn đâu. Thôi. Anh Khoa. Ủa, Liên em. Chờ anh. Chơi, 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 anh chơi. Khoa, cho em gặp anh Hải chút xíu đi anh. Rồi, nó đang xuống nhà sao đó. Anh dạ. Kêu cho. Hải ơi, gì? Ra đây nghe nè. Thôi, đừng dụ tao. Không phải, tao không có dụ mày hết á. Tao kêu, không phải là kêu mày đang hất tóc đâu. Làm gì? Có liên đến, liên đến. Liên nào? Một liên, mười liên, tao cũng ra đó. Mày đừng dụ tao, tao có thùng đâu. Trời, được rồi, thấy chưa em ơi. Nó không tin là em tới nữa nè. Thôi giờ em nói tiếp đi. Dạ được rồi, để em kêu à. Nha. Anh Hải ơi. Anh nè. Ôi hết hồn. Cái gì vậy? Giờ mày không tin bạn bè nghe tao nói liên tới là liên tới. Đứa tao nói dối mẹ. Biết rồi. Thôi. Thôi hai đứa nói chuyện nói đi. Liên ngồi đi Liên. Dạ. Anh, em đem sách qua trả cho anh nè. Liên giữ đó mà đọc đi. Ủa? Liên. Ủa mới tới chơi hả? Ủa? Anh Tuấn. Sao về sớm vậy? Đâu có hai bà chia tay rồi hả? Chưa có đi, chưa có đi. Liên, kệ vui không? Mới tới à? Ủa gì cười dữ vậy? Dạ không có. Ủa anh Tuấn đi đâu về? Đi đâu về mà lịch sử quá vậy? Có, bây giờ mới bắt đầu đi nè. Đi chơi. Đi với bạn gái. Về. Quên đem giấy. Chi vậy? Chùi miệng cho cút để tao dính lông dịch. Trời ơi, sao nguyên cuộn như vậy? Trời ơi, có bữa con Cúc nó xài hai cuộn luôn không? Trời ơi, mày sắp đi rồi, nhà lấy gì xài? Mày vô duyên, xé giấy tạp xài đi. Ừ. Cái đau quá. Nó là thủ phạm á, nó hớt đầu anh vậy á. Hèn cho em thấy tóc tứ tung này hết trơn á. Thì ra đó là tác phẩm của anh đó hả? Không phải. Nhưng mà sao anh cắt kỳ quá? Anh đang hớt nửa chừng mà nó cứ lằn nhằn hoài. Anh ghét giờ anh đưng luôn. Nó làm thèm hết nữa. Nó cho đậu vậy đó. Đậu như trái lâm trôm. Khoa. Hả? Vì nãy mày nói mày chuẩn bị đi đâu phải không? Đâu có đi đâu đâu. Thấy tao ở nhà mà. Có mà. Hả? Nãy mày đứng. Nãy mày nói gì chị? Nãy mày đứng đó. Có. À có. Thôi hai người nhà ngồi chơi nha. Ủa? Anh Khoa bận chuyện gì hả? Mà bận ra coi thằng Tuấn với anh Cúc ăn hộp gì lộn. Dạ chưa anh. Ủa Liên qua đưa anh mấy cuốn sách này thôi đó hả? Cứ tự nhiên nghe, tự nhiên coi như không có mình ở nhà nghe. Em đọc xong hết rồi, để em cất đây cho anh ha. Thôi em giữ đó mà đọc đi. Anh đọc hết rồi. Cái chổi đâu anh đưa em quét chưa? Thôi được rồi, để nó đi, lấy anh dọn dẹp cho. Để em uống nước đi. Anh ơi. Hả? Em tính là vậy nè. Tuần sau đó em về với quê đó, anh có về với em không? Thôi, anh đợi kết quả kỳ thi xong rồi anh về luôn. Với lại anh tranh thủ mấy tháng hè nè, anh kiếm gì đó làm thêm cũng tốt. Ủa, đi làm vậy còn cái việc đi dạy học của anh sao hả anh? Thôi, anh thấy đi dạy học cực quá, mà không có nhiều tiền hết. Anh nghĩ thà là mình kiếm một cái gì đó làm mà có thu nhập cao một chút á, thì anh sẽ nghỉ. Ôi, anh ơi, vậy sao mà được? Giờ em hỏi anh nè. Anh còn đang đi học, chẳng lẽ bây giờ mình vừa đi học vừa đi làm. Rảnh chừng anh chỉ dạy được mấy tháng hè thôi đúng không? Rảnh chừng qua khỏi tháng hè đi, chẳng lẽ anh nói với anh ta là bây giờ xin nghỉ để mình đi làm. Đi học đâu có được đâu. Ừ, thì mình cũng phải thử chứ em. À, tuần trước anh có nộp đơn xin việc ở một công ty. Nếu như anh được nhận vào đó làm vì những công việc lặt vặt thôi đó nha, thì anh cũng sẽ có một thu nhập cũng kha khá đó. Với lại lúc đó đó anh cũng có thể vừa học nè, vừa làm, như vậy cũng tốt vậy. Nói nào ngay em cũng lo. Tại vì vừa đi học vừa đi làm vậy, rồi rốt cuộc anh có kham nổi không? Ừ, thì anh chỉ tranh thủ mấy tháng hè thôi, mà chưa chắc vậy anh được giận đâu mà em lo sớm quá vậy. Dù sao thì cái đó là mọi tính toán là ở anh thôi. Anh á, chỉ mong ước sao á, là anh với em nè, có một công việc làm thật tốt, để có thể lo cho ba má ở dưới quê, có một cuộc sống thật là tốt đẹp, để rồi sau đó còn tính tới chuyện hai đứa mình nữa chứ. Anh! Em nói nghe nha, nói này nói, anh đi làm gì thì đi làm, nhưng mà phải cố gắng là học cho thiệt là tốt nha anh. Ừ, anh hứa. Hải ơi, gì nữa vậy? Tao không phải tò mò, không có chuyện. Chuyện gì? Có người gửi mày lá thư. Cái lá từ gì vào này? Mình đọc đây tao đứng tao chờ. Thôi được rồi, mày đi đi. Đi ra coi hộp gì lộn tiếp hả? Ừ.
của công ty anh nộp đơn xin việc nè, họ gửi cho anh đó. Sao anh? Sao vậy anh? Họ từ chối hả? Anh, thôi anh cũng đừng có buồn nữa. Nếu như người ta không nhận mình thì anh cũng còn việc gia sư mà làm mà. Không, anh không muốn làm gia sư. Anh, nếu mà không muốn làm gia sư thì từ từ mình sẽ tìm việc khác mà làm. Không, anh không muốn làm việc khác. Bởi vì anh được nhận cho làm việc rồi. Nè, em nhìn đi. Thấy không? Mà nó có cái chỗ làm rồi đó. Ừ, mày ngon quá con, ngon hơn tụi tao đúng không? Ừ, nhìn gì? Ê, nay tao mới để ý mày nha. Để ý gì? Tóc đẹp á. Tao á. Vậy hả? Ờ, hết á, tao cái chịu khó mà trải keo trước nó là đẹp được hả? Thấy chưa? Mày hết hả? Không dám đâu. Chứ đâu ra? Chú Bảy mới chỉnh lại cho tao á. Con Bảy hết lại hả? Ờ. Hết nhiêu? 20 ngàn. Trời ơi. Mày đưa 10 ngàn, tao xin Hải 10 ngàn, ra ngoài hớt lại đó ông nội. Trời ơi, mà được không? Nhìn đi. Hải rồi, thấy không? Chùa. Ê, quên đó mày. Gì? Vậy đẹp không? Vậy đẹp không? Vậy đẹp không? Sao mày toàn bọn em đẹp hết trơn, dài cũng đẹp mà áo đẹp là dài đâu có hả? Dài con hùng bói nó cho tao. Hùng hùng á. Phải không? Rồi ba nó cũng giàu lắm. Ba nó cũng làm xuất nhập khẩu xăng dầu hay cái gì á. Ừ, dài nó hả, bữa hôm tới nhà chơi á, trời ơi, trong tủ dài nó hả, 70-80 đôi dài luôn á mày, kiểu nào không có luôn á. Ừ, cái xong cái nó thấy tao mang đôi dép Lào, cái nó nhìn nhìn hồi, nó hồi để tao cho mày 1 đôi 2 đôi, cái nó hồi tao lấy 1 đôi à, tao xin đôi đây nè, đó, đẹp hơn. Ê, sao kỳ vậy, tao cũng cùng quen với nó, mà mày nó tặng dài mà tao không tặng dài, tao vẫn mang đôi dép này hoài à. Mày nghĩ sao vậy? Thằng Hùng á, nó bằng tao, cái chân nó cũng bằng tao, chân mày bự hơn làm sao nó cho. Thằng Hùng coi vậy chứ nó tốt bụng lắm, nếu mà cái chân của mày á mà bằng chân đó nó cũng cho nữa. Đúng không? Thôi mời, không dám này mời. Cái chân để ý tới mày á. Tao đi. Giết mày chết. Đây. Thằng Hùng nó có bồ mày. Nó bậy nó bạ không à. Trời ơi, tự nhiên trong phòng nó đẹp nhất nó mới ghê. Mày mốt cho xin tao đôi luôn đi. Không có được. Nó nói tao rồi. Nó nói thằng Khoa với là thằng Hải hai cái chân bự quá chứ tao cho tụi nó đứa 1 đôi. Vậy hả? Ờ. Không, mày quay 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 hỏi tiếp đi. Gì nữa? Cái áo này đâu có. Nè. Thủ bạn nè. Tao cho sao? Ghê nhẹ. Bà giám đốc của nó dẫn nó đi mua. Xong rồi nó mua làm sao không biết. Nè, cố tình nè, tao biết mày cố tình không? Nó mua cái áo này nè, về mặt không vừa nó cho tao. Nó cố tình. Đẹp không? Đẹp chứ, vừa mày á. Ê, sao? Tao nói nha. Dạ, dạ, dạ. Tôi nghĩ mai này á, có bao giờ cái tụi như ba đứa mình sẽ được làm chung công ty với nhau nha. Vui ha. Ê, tụi tao ra trường mày xin bà giám đốc mày á, cho tụi tao làm chung với Hải. Ê, ba đứa mình mà làm chung chắc vui lắm á. Vui lắm chứ. Dĩ nhiên rồi. Anh đem lúc nào phải có nhau rồi đúng không? Ừ. Ê, bác nghe nó nghe. Mai này á, tụi mình làm chung công ty.
à, công ty thú nhồi bông à. Mà bắt đầu mà cái mẫu mã mà nó không còn làm được mẫu nào á à. Cái nhìn mày làm ra mẫu mới á. Nhìn ơi, nhìn mày. Công nhận mày, nhìn mày nó ra đủ kiểu lắm ơi. Cái mặt của mày nó ngộ lắm. Cái mặt của mày mà nếu mà cho cái mũi nó dài dài xíu nữa nhìn giống Buratino lắm á. Làm thú giờ bông mà giống mày á, đỡ hao bông lắm á. Ờ, hao cả bông. Kệ mà có tiền. Có tiền, ờ, thú lạ. Thú lạ, tao là thú lạ. Ờ, có tiền đúng không Hải? Công nhận Hải từ ngày nó làm à. Có tiền đúng không mày? Nó xin nó tiền hả, 10 ngàn, 20 ngàn nó cho hoài. Hải mà có tiền nhiều mày. Tao may mắn thôi mày ơi. Nhưng mà hả, công việc của tao á, từ khi mà tao làm công việc này á, thu nhập của tao cũng kha khá. Tao có thể trang trải mọi chi phí sinh hoạt ở đây. Còn dư chút xíu á, tao gửi về dưới quê cho ba má tao lo cho hai đứa em ăn học nữa. Mày nói với bà giám đốc mày cho tao làm đi. Tao sẵn sàng làm mẫu thú lạ. Mà không những mình mày đâu, cả con cút bồ mày nữa. Ờ, ừ, được á, đưa cút vô làm thú lạ. Cút bồ mày làm mẫu nhất á. Con cút mày á, làm gấu được mà làm voi cũng được. Mà làm hà mã cũng được nữa. Ê mà con nhỏ này nó vui không? Con nhỏ này mà làm thú nhồi bông á, nó hao bông gòn á tao. Ê nhắc cút tao mới nhớ nha, dạo này tình cảm mày nói sao rồi? Tao thấy hả, hình như càng ngày nó càng phì nhiêu ra đó. Thôi nha, hai đứa bay nha, vừa vừa bãi bãi thôi nha. Tụi bay nói xong tao đứng hình luôn nè, thấy chưa? Tao cũng đứng hình, tao không biết gì nha. Tao không biết gì, tụi bay tối ngày xúc xỉm em cút tao hoài à. Cút tao vậy chứ dễ thương lắm á. Tao không biết vậy nghe, hãy là tao không biết, mày muốn nói gì mày nói, tao không biết á. Gì vậy? Mà tao nói nha, cái dông nó linh lắm đó, mày nhắc là xuất hiện liền á. Cái dông mày? Ai dông? Trời ơi, cưng, vô nào vậy? Hả? Xấu gì tôi vậy? Hả? Đâu, ai nói xấu gì em đâu? Đó, Hải đâu nói xấu gì Cúc đâu. Hải nói là Cúc phì nhiêu, mà phì nhiêu về sắc đẹp à. Chứ không phải phì nhiêu về body. À, được á. Là đẹp á, là đẹp. Trời ơi, sao tối ngày anh cứ ăn mì hoài vậy? Anh sao đủ dinh dưỡng cho ăn được? Đi đi, em dẫn anh á, không phải ăn mì này, mà là mì vịt tiềm. Thôi không ăn được. Ê, tao đi ăn mì vịt tiềm. Đi không đi. Đi đi, anh đi ăn xong rồi chở anh đi dạy luôn nha. Ờ, em lấy xe đạp về quê nha. Lấy xe đạp đi, lấy xe đạp đi. Ơi, vậy sao cứ chúng tôi đi dạy nữa mà. Mày đi xe buýt đi. Hai đứa tao là hai người thắng một người chứ. Đó, để cho Cúc chở tao đi dạy. Đi anh. Đi nha, hãy nha. Đi nha. À, hai đứa bay mà đi xe này luôn á, rồi cho nhớ nó thay niềm thay vỏ luôn nha. Mấy lần chúng ta đang nó giỡn em. Đi 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 đi. Em chở anh nha. Ờ, em chở anh nha. Ô, quên. Lấy giấy cho chùi miệng. Đi đường bảo trọng nha. Đi ăn mì vịt tiền. Té nào cũng dính cộng lông. Nó nghe. Cái mối tình của mày không bao giờ mà thoát khỏi con vịt hả? Thì ăn hộp vịt lộn rồi bây giờ chuyển qua mì vịt tiềm là sao? Mối tình con vịt. À, mày ăn cho cố luôn đi. Là hai đứa bay vịt cúm da cầm luôn. Hay nó nghe. Ừ? Tao để ý hay lắm nha. Sao? Nó kháng khích với nhau dễ sợ luôn á. Ê còn mày nha, mày với Liên tao thấy mày lo làm ăn quá nha. Tao thấy dạo này mày với Liên hơi bị xa rồi á. Nè, ông bà mình nói con nghe sao mà cách lòng á nghe cưng. Có rồi mày ơi. Mày thấy tao làm việc bù đầu bù cổ không? Thời gian học còn không có nữa. Nói đâu thời gian đi chơi. Nhưng mà không sao đâu, Liên sẽ hiểu cho tao mà. Biết rồi. Nhưng mà tình cảm mà mình phải để dành cho nhau. Nhưng tao không có, tao không ai sao. Nhà không? Mày ra coi coi ai kiếm kìa. Dạ chào cô. À, chào cô kiếm ai cô? Tôi hỏi Thanh có cậu Hải nhà này phải không ạ? Dạ đây. Dạ Hải đây. Ai tiếng kìa? Ủa? Giám đốc. Trời ơi. Sao mà thấy tôi mà sao sững sờ như vậy, không mời tôi về nhà hả? Dạ, mời giám đốc vào nhà. Nhà bề bộn quá. Thôi tôi biết rồi, cứ tự nhiên đi. Trời ơi, thanh niên mà độc thân mà thì bề bộn đúng rồi. Cứ để nó đi không sao đâu ha. Dạ. Ai vậy nè? Dạ, đây là Khoa, bạn cùng phòng với em ạ. À, bạn với Hải hả? Dạ, chào cô. Dạ, cô là giám đốc hãng thú nhà bông. À, xuất khẩu. Dạ, xuất khẩu hãng thú nhà bông.
Dạ con nhận nhìn cô là biết là giám đốc hãng xuất khẩu thú nhồi bông liền. Thì sao vậy, có nét gì hả? À, tại nhìn cô như con búp bê nhồi bông vậy. Trời ơi, cái anh bạn này ảnh hài hước ghê. Dạ. À, Khoa học chung với Hải hả? Dạ, đã học chung. Rồi có đi làm gì chưa? Dạ, cũng đi dạy thêm. À, dạ. Nè, nếu mà ra trường á, không có chỗ nào làm, qua bên chỗ tôi làm ha. Dạ thì dễ cô. Trời ơi cô ơi, nếu mà cô nhận em rồi nhận này còn còn thêm thằng nữa mà ba đi được làm chung với nhau chắc vui lắm á. Được rồi, công ty tôi thoải mái lắm. Dạ. Thì bạn của Hải là tôi tin tưởng à. Dạ. Tôi rất thích những người thanh niên mà cần cù siêng năng mà như Hải vậy đó. Dạ. Cô đồng hồ không? À sao? Trời, tôi tới giờ rồi. Thôi xin phép cô, giờ con đi dạy. Trời ơi, đi dạy lắm mà dọn. Cô dữ vậy. Thôi kêu vậy cho nó tiện. Dạ chào cô. Đi dạy bằng gì? Dạ được rồi, kia lấy xe đạp rồi em đi xe buýt. Ok, thôi kệ ha, ráng dạ. Ráng kia kiên nhẫn đi rồi mốt cho sung sướng ha. Ấy nha, dạ giùm nha. Dạ, đây đây. Dạ, bà giám đốc ngồi ạ. Dạ. Hải ơi. Trời ơi, sao tôi ghét hai chữ giám đốc ghê vậy đó. Nói bao nhiêu lần rồi, kêu là Thủy. Ha. Dạ. Bà giám đốc ủa mà sao chị biết nhà em mà tìm đến vậy? Trời ơi, Hải là nhân viên của tôi. Muốn biết nhà dễ thế mồ. À, chắc là chị tìm em có việc à? Hay là hồi chiều này bên đối tác họ có gì thay đổi hả chị? Trời đất ơi, bộ mới có công việc gì mới kiếm Hải được hả? Dạ, em mời giám đốc uống nước ạ. Trời ơi, giám đốc một hai giám đốc hoài. Trời đất ơi, ở nhà này lâu chưa? Dạ, từ hồi dưới quê lên tới giờ. Uổng ghê, trợ lý giám đốc xuất khẩu thú nhồi bông ở cái căn phòng vậy đó hả? Nè, tôi sẽ giúp cho Hải ở một cái chỗ ở tốt hơn chịu không? Dạ, em cũng đã từng nghĩ tới chuyện đó. Nhưng mà hoàn cảnh của em thì chưa cho phép. Tại vì với số lương mà hàng tháng em kiếm được á, cũng chỉ đủ trang trải mọi chi phí ở đây. Nếu mà còn dư chút xíu thì em gửi về dưới quê, lo cho hai đứa em ăn học nữa ạ. Ra đây nó nghe nè, ngồi đây. Trời ơi, là gì mà dạ. Khép nép chữ vậy. Nó nghe nè, Hải là người con yêu á, tôi rất thích á. Nè, tôi sẽ giúp Hải. Bạn tôi nó giới thiệu một căn hộ chung cư cao cấp, dễ thương lắm, Hải thích không? Chị nói vậy là sao? Thì món quà tặng cho Hải có gì đâu. Dạ, chắc em không dám nhận đâu chị à. Em cảm ơn chị. Trời ơi, lại đây. Làm cái gì mà sợ, nói nghe là tặng quà bạn bè giúp đỡ như là món quà của bạn tặng cho bạn vậy thôi. Đâu có là biểu Hải phải làm gì sai trái phạm pháp đâu mà sợ dữ vậy. Không lẽ suốt cuộc đời ở trong cái căn phòng mà tồi tàn chật hẹp này hay sao? Đừng lo. Dạ đúng là không có ai muốn mình cứ sống trong những căn phòng như thế này. Ừ. Nhưng mà nếu mà để nhận một món quà mà có giá trị lớn như vậy mà không rõ lý do gì sao thì em lại càng không muốn à. Trời ơi, đã làm quà thì không cần biết lý do gì hết trơn á. Rồi chẳng lẽ bấy lâu nay Hải không có biết tình cảm tôi dành cho Hải hả? Dạ thì em chỉ nghĩ là chị đối xử với em như một người chị với một người em, hơn nữa là quan hệ về công việc vậy thôi à. Trời ơi, công việc Hải ngây thơ vậy đó hả? Nghĩ lại coi, mình là một người sinh viên chân ướt chân ráo mới ra trường mà không bao lâu mà đã được là làm trợ lý giám đốc, không ngạc nhiên hả? Chắc là Hải tự do mình là người có khả năng ngồi được cái ghế đó phải không? Cái ghế mà bao nhiêu người mơ ước. Dạ, quả thật là em nghĩ là em có khả năng đó à. Nói cho nghe nè, cái khi tuyển nhân viên đó rất nhiều người nghe đủ tiêu chuẩn hơn Hải á, nhưng mà tôi không có nhận ai hết trơn á. Tôi chỉ ưu ái mình Hải à. Là vì tôi thấy sau một thời gian thử việc tôi thấy Hải á, có những cái tên đức tính mà tôi thích nè, cần cù siêng năng chịu đựng nè, là tôi thích tiêu chuẩn hơn Hải á, nhưng mà tôi mất. Dạ. Phải nghe nè, cơ hội không đến với mình hai lần, mình phải biết nắm bắt cơ hội. Tại sao có nhiều người sinh viên á ra trường á bằng này bằng nọ mà loại giỏi mà cũng thất nghiệp, còn có nhiều người sinh viên á trong tay không có một mảnh bằng nào hết trơn mà họ có thể làm giàu? Đó là vì họ biết nắm bắt cơ hội, họ biết đứng vững, hiểu chưa? Đó là cái lý do để cho mình ra đời đứng vững được, hiểu chưa? Yeah. Sao tự nhiên tôi thấy buồn dễ sợ luôn vậy? Tự nhiên tôi thấy tôi cô đơn ghê rồi, tự nhiên cứ lạc chân bước tới đây chứ không biết làm sao hết trơn. Tôi muốn tìm một người để mà tâm sự. Dạ, yeah. Nếu như là chị không ngại thì chị cứ gọi điện cho em. Em sẽ tâm sự với chị với một người em vậy. Vậy ha? Dạ. Hứa với tôi ha? Dạ. Yeah. Ở nhà tôi bữa nay không có ai, nhà trơ buồn quá à. Tôi nói ít Hải hiểu nhiều ha. Thôi giờ tôi về. Dạ. Dạ chị về. Nhớ nha. Dạ. Tâm sự với tôi nha. Dạ. Nhớ nha. Dạ, chị về ạ.
ơi, cái thằng Hải này xuống nó kỳ vậy ta, sao giờ này nó chưa chịu về? Ôi trời ơi, tôi đói bụng quá rồi. Trời, sinh nhật nó chứ không phải sinh nhật tôi đâu mà tôi chờ dữ vậy trời. Rồi nghe nó nghe bây giờ chẳng hạn mình đang tượng trưng cuốn hay cuốn được không? Có được anh ơi, không có được, không có được đụng đến. Đói quá liền rồi. Thôi ráng đi mà, em đã gọi điện thoại cho anh rồi, anh nói là anh sẽ về liền. Về liền cái gì mà về liền? Năn nỉ mà, năn nỉ. Hay là gì đi, hay là trong kia còn cái ổ bánh kem á, mình bưng ra mình ăn trước cũng được. Ôi, không có được, cái đó là ổ bánh chính của người ta chứ bộ. Trời ơi, tức bây giờ chị ngồi đây ngửi bông người ta hả? Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của anh Hải, mình ráng chịu sự khó chút xíu đi mà. Trời ơi, đi công tác cái kiểu gì kỳ vậy? Nó nói là bữa nay nó về nè. Mà tôi nghi lắm nha, tao nghi mày. Nghi vụ gì? 2-3 ngày cái bà giám đốc bắt kêu nó đi công tác. Trời, đi 2-3 ngày luôn, có kỳ hả? Đi suốt đêm về sáng hả? Mùi rượu không mà mặt mày bơ phờ, tao nghi lắm nha. Thôi mày ơi, mày đừng có găng với nó nữa. Người ta có công ăn chuyện làm rồi đi giao tiếp thì nọ thì đi giám đốc phải nhậu nhẹt. Dạ đúng rồi, công việc làm ăn là phải vậy đó anh. Trời, nó làm thú nhờ bông chứ bộ làm công ty du lịch sao mà đi tiếp khách. Ơi, 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 vậy rồi. Vậy rồi. Đi vô rửa mặt, nhanh lên, nhanh lên, đi vô rửa mặt. Ê, khoan, vụ gì mà mọi người bí mật quá vậy? Bí mật gì vui lắm, đi, đi, đi. Đi vô rửa mặt, đi rửa mặt. Được ăn rồi. Ai mà quên nữa. Chứ nãy giờ nó quên. Vậy? Quên mua nước ngọt, mua đá để uống chứ. Trời, sao mẹ không mua đi? Vậy phải đi mua đó hả? Bây giờ đi mua đi, lẹ lẹ đi, để nó ra. Mình nhập tiệc thì tao đói quá. Ê, mày chào nha. Trời ơi, lẹ lẹ đi, tao đói quá rồi, tao đói như một con sói. Mấy anh ơi, để em chuẩn bị, em đem bánh ra nha. À, rồi, chuẩn bị nha. Thôi, tao đợi thằng... Ê, chuyện gì đây? Đây, Hải ơi, đây. Mày đứng đây, mày phải đứng nhìn trung tâm đi, rồi mày sẽ biết chuyện gì nó xảy ra với cái cuộc đời mày. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tụi bay làm tao bất ngờ quá. Hôm nay sinh nhật mày, tao chúc mày là luôn luôn gặp nhiều điều may mắn, dạng sự gì ý, rồi tràn đầy hạnh phúc, rồi vậy là tốt nghiệp đạt điểm cao. Rồi, còn tao chúc mày hả, công việc mày thuận lợi, tiền vô như nước á, có dư thiệt là nhiều tiền, cho tao với thằng Khoa mượn. Bây giờ nói nghe, đây. Tụi tao tổ chức sinh nhật cho mày mà quên mua nước này nọ, mua đá này nọ, mày chờ trước nha. Đâu vậy? Ra ngoài đầu hẻm mình mua đi. Thì biết rồi nhưng mà phải chờ tao vậy. Chờ, chờ, hết được nha. Rồi nhớ lấy nước ngọt về nha. Chờ tôi nha. Dạ. Đây. Liên. Dạ. Em đứng kế ngoài đi. Có gì mình nhập tiệc cho nó dễ. Im lặng ơi. Im đi. Tiệc tụi đi. Trời, bạn bè mày đông quá vậy. Nít. Ủa sao bạn mày sao mặt rằng mặt ri thấy ớn vậy nè. Ai là Hải đâu. Dạ. Ủa anh kiếm Hải hả anh? Đi ra. Ai là Hải? Hải. Hải đâu? Dạ em phải Hải. Đây Hải. Là tôi đây. Anh kiếm tôi có chuyện à? Cậu là Hải à? Xin giới thiệu với cậu, tôi sát thủ. Ê trời ơi, em không có gì nha anh, em không phải đàn gì trơn á, em chỉ biết đàn và hát thôi hả anh ơi. Tôi là đệ tử ruột của anh Hùng, mà anh Hùng là chồng của bà Thủy, giám đốc của cậu. Nhưng thật khốn nạn, bà Thủy lại có một thằng nhân viên đi dụ dỗ giám đốc của mình chứ. Hả? Nói láo. Liên à, không phải như anh ta nói đâu, anh không có làm gì hết á. Đúng, cậu không làm gì hết à. Nhưng tôi nói với cậu biết, những hành động của cậu không thể nào thoát qua được cặp mắt của tôi hết. Bà Thủy bà nói chỉ nhận cậu vào làm công ty, làm những công việc vặt vãnh mà thôi. Chính nhờ cái mã đẹp trai của cậu mà cậu được làm trợ lý giám đốc. Đúng không? Không những vậy, thời gian gần đây cậu cùng bà Thủy du hí lên Đà Lạt. Không được. Hai tuần. Tôi với chị Thủy lên đó chỉ bàn công việc làm ăn mà thôi. Làm ăn hả? Làm ăn những cái gì ở trên đó? Ngồi đi. Đúng không? Những tấm hình này là chính tay tôi chụp đó. Mà tôi nói với cậu biết, những tấm hình này quá ghê. Tôi nhìn tôi còn thấy ớn nữa mà. Nhưng mà cũng không trách được, tại vì cậu quá đẹp trai khiến cho bà Thủy có mê muội cậu. Nhưng cậu nên nhớ một điều rằng bà Thủy đã có chồng. Và tôi khuyên cậu đừng nên như vậy nữa. Tôi đã đưa những bức hình này cho anh Hùng xem, và chính anh Hùng đã nói với tôi biết
Bà Thủy đã cúi đầu nhận tội trước mặt anh Hùng. Và như những vậy, bà Thủy còn mua cho cậu một căn nhà chung cư. Nói vậy, chính bà ta đã tự ý mua cho tôi mà tôi vẫn chưa nhận nữa kìa. Được, nếu cậu nói vậy thì cũng được. Nhưng tôi xin nhắc cho cậu biết một điều. Hôm nay chúng tôi đến đây là để dằn mặt và biết cho cậu biết một điều. Đừng bao giờ đụng đến bà Thủy nữa. Nghe chưa? Ê, anh làm gì vậy? Đừng bao giờ bén mảng đến chỗ công ty nữa. Biết chưa mày? Ê, anh ơi, anh có gì từ từ nói, đừng động tay động chân nữa anh ơi. Còn tụi bay nữa. Dạ. Kêu tụi bay đến đây làm cái gì? Xử đó. Có xử nữa không? Dạ, anh xử rồi, em phải xử. Xin nhật hả? Ngon lắm anh. Ra. Nhớ nói gì nữa, đừng bao giờ bén mảng đến công ty và gặp bà Thủy nữa. Vậy nhớ chưa? Dạ. Quá đẹp. Ê, trả cái dĩa lại. Trả cái dĩa lại. Liên à, không phải như vậy đâu Liên à. Anh Hải, tại sao lại làm như vậy chứ? Bằng chứng rành rành đây mà anh không chối nữa là sao anh Hải? Không phải. Đồng ý là ai sống cũng có mục đích hết. Mục đích của anh là chính đáng. Nhưng mà con đường mà anh chọn là sai rồi. Ai mà không muốn có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng phải làm sao để giữ, để giữ nhân cách của mình, đó mới là điều quan trọng. Đừng để phí ra một cuộc đời anh Hải à. Em không muốn nghe anh nói gì nữa. Anh đừng bao giờ tìm gặp em nữa. Đừng bao giờ tìm gặp em nữa. Liên, mày cũng vừa lắm, tao đã nói mày rồi mà. Kêu mày cẩn thận, mày không chịu cẩn thận. Thấy chưa, tao nghi đâu có đó mà. Bà giám đốc gì kỳ vậy? Làm gì mới vô làm mà cho lên làm trợ lý liền. Rồi, có đá rồi. Ê, giọng dưới đất ăn hả? Thằng Hải bị đánh rồi. Mày kỳ lắm nha mày, mày vô duyên lắm nha mày. Tự nhiên mày đè mà đánh nói chi rồi bây giờ đánh là ngồi đóng hả? Đánh rồi. Tao ân hận gì nữa, mày quýnh nó đại, mày ân hận gì nữa mày cắt. À, đâu có đánh đó. Nó sinh nhật đó mày. Nó bị đàn em của ông Hùng, chồng của bà giám đốc đó, túi nhồi bông đánh. Cái gì? Giang hồ kỳ qua vô đây ba người đánh đó. Nó bị ông đệ tử ông đệ Hùng. Đệ tử bà ông Hùng, chồng bà giám đốc. Giám đốc cái gì tùm lum vậy? Rồi bà ông đánh hả? Mà đánh về vụ gì? Ghen hả? Tao khóc, tao bị nứt. Tao ngưng là chữ ghen, tao nói không được. Bị đánh ghen. Trời ơi Hải ơi, tại sao mà lại như vậy? Rồi Liên đâu rồi? Còn mày đó, mày làm gì mày cứ khóc hoài vậy? Tao tuổi thân. Tuổi vụ gì? Tao nhỏ con, tao đánh lại ai á, tao có bình được nữa. Tao chỉ có ra la làng giật lại được cái dĩa bò bía à. Liên giận quá bỏ gì rồi. Nói mày thấy chưa, mày làm đã đời là Liên giận rồi, thấy chưa Hải? Mà Liên gì nó cũng thèm chạy theo nữa. Mày phải chạy theo giữ Liên lại chứ. Sao tao đứng lên không được? Làm gì đứng lên không được? Trời, cái gì đó trời, cái cục gì nó lòi ra đây nè. Trời, chắc chúng ta bị gãy rồi. Mà giờ thì làm sao? Tao không biết nữa. Chưa đi nhập viện máu lắm. Đi đâu bây giờ? Đi bệnh viện. Thì mới khỏe được. Rồi, bây giờ mình tập thì mình phải biết cách tập. Rồi. Mình phải trộn aerobic vô trong rộng. Thái cực quyền aerobic này, thái cực quyền trộn vô nè.
Thôi, thôi đi, trời ơi trời. Ông tập cái gì? Ông tập một thứ đó thôi. Tự nhiên tập hai ba thứ rồi nó trộn vô trong đó, nó nhào nắng rồi tôi biết tôi bốc mốc ra cái chỗ nào mà tôi tập. Thôi bà tập bài, tôi tập bài tôi đi. Sao vậy trễ dữ không bà? Ôi, tại chạy nội này nè. Vậy? Tối hôm qua đi chơi vậy trễ. Sáng có chị số tập gì nổi. Kỳ cục quá đi. Chứ tại ai? Trời ơi, 3 giờ sáng thức dậy rồi. Dồi hứng thô son tới giờ này mới xong nè. Chưa trời, chưa trầm thì mới chịu ra tập. Nói thiệt cái mấy người nghe. Tao đấy, tập thể dục á, là phải tập đều. Thì bên mình mới khỏe được. Nếu mình già rồi, bữa tập bữa cái cũng như không. Coi vợ chồng tôi ra đi. Mệt quá. Ôi, tôi biết mà tôi đâu có thèm nói. Nói ra sợ bảy cao nói tôi nhiều chuyện. Chứ không phải đồng hội đồng thuyền là không dám nói à. Chuyện gì? Biết gì, biết gì, gì đồng hội đồng thuyền. Trời ơi, bà biết cái gì? Chuyện nhà người ta làm như chuyện bà vậy. Chuyện là vậy nè. Tự nhiên ở đâu Tần Thù cái ông Sáu Sâm rinh một đứa nhỏ xíu đem về nhà nuôi hả? Ôi, phải chi thằng cha đó từ xưa tới giờ bậy bạ như cha bảy cao tôi đâu có nói. Đằng này hả, ổng nổi tiếng là người nghiêm túc. Vậy bây giờ làm ba cái chuyện kỳ cục quá. Thôi cha, cha nói với cha, cha nói người ta mà cha không dòm lại cha. Tôi làm sao? Ông tập thể dục hoài mà cái bụng mà không có xuống. Cái thùng nước lèo ông về cả số cũng không hết. Tôi nói thiệt ông nha, ông cũng con rơi con rớt cả đấng mộng nói ta chi vậy? Đừng nói vậy, bà phải giận bà ghen kìa. Nói chưa? Tôi chả nói người tai của tôi hả? Chuyện của người ta mình còn không giấu giùm ta, không hai chuyện biết. Tôi đọc báo tôi thấy có nhiều người tới nay bệ vệ ra đường đạo mạo để cho người khác kính nể, cái hồi báo đăng lội ra một khúc hay mà gốm. Trời ơi, thôi ba cái chuyện bậy bạ đừng nói kỳ cục quá đi. Nói là nói ai kia kìa. Hả? Ai kia bậy bạ kìa. Ôi ba cái chuyện mèo mã gà đồng. Quá trời bậy bạ. Nói nghe, nhưng mà cái chuyện cái vụ Sáu Sâm làm sao? Nói đi, cái thứ ớt bỏ bỏ nóng ruột quá à. Ừ sao mày biết mà không hỏi? Có cây mía ra nè, hỏi nó đi. Chuyện vậy nè. Thôi, biết gì mà nói. Tôi ghét cái thứ nhiều chuyện lắm mà nghe. Sao nó làm vậy? Sao? Tôi nói mà nghe. Chính mắt tôi thấy, chính tay tôi nghe nha. Tôi nói thiệt, tôi xin thầy hai bên gia giác tôi làm chứng á. Tôi mà đơm đặt hay thiêu dạch cái chuyện này ra hả, cho trời đánh tôi lùng nữa đây. Ngu quá ông nội. Chuyện của ông ta tự nhiên đi thề cho mang quả cho người vậy. Tôi nói chuyện vậy. Gì trời. Nghe không, nói chuyện vậy nè. Sao? Có nói thêm nha không? Sao tự nhiên mấy hôm nay ngày nào tôi đi chợ về tôi thấy ông Sáu Sâm giác cái thằng nhỏ ở trên vai nè. Chạy là nhông vậy là ngày nào cũng như ngày nãy. Tôi không biết cái thằng nhỏ đó đâu ra nữa. Kỳ quá vậy, chắc ăn đụng quá ông bà nội ơi. Ông nghe chưa? Tự nói người ta bộ tôi ha. Bà thằng kỳ nhỏ nó đứng nó khóc bù lu bù la ở trên cái cầu á. Tôi nói nghe, tôi nói bảo đảm là thằng nhóc này nè, má của nó đó ăn dụng ông Sáu Sâm. Có ăn dụng lẹo tẹo thành thử bây giờ bà má nó mới đem thằng nhỏ để đầu cầu đầm giúp ông Sáu Sâm. Ôi cái chuyện thằng nhỏ này tôi cũng thấy nữa. Bà con hàng xóm đi qua đi lại cầu nó cũng thấy nó vậy chứ bộ. Trời ơi người ta nói mà già 70 tuổi chưa gọi là lành mà. Đúng rồi. Sao? Già 70 ông không chịu lành nữa phải không? Vậy rồi. Vừa đây nè, tôi nói cho mọi người nghe nha, cái chuyện của người khác mà đứng đây là tụ ba tụ bốn đôm đặt á, trời không có được à nha. Ai mà sao kể tiếp nghe coi. Vì sao? Vì sao? Sao biến lộn cậu bà? Sao đi? Nghe chút. Ê, nói nghe nè, bà, nói nghe, bà lùi tôi kêu chồng tôi cái coi. Gì? Không. Vậy? Chồng tôi, sao mà cao như vậy? Lùi tôi coi. Gì? Hả? Ông tôi kêu chồng tôi. Kêu ông kìa. Thì kêu nè, nói đi. Nói nghe, cái vụ Sáu Sâm á, cái vụ vậy á, hay quá trời, hấp dẫn quá trời. Mà tại sao ông biết, mà ông không kể tôi nghe. Tôi còn biết á, mỗi lần ra đường tôi thấy ông ánh mắt ông nhìn xa xăm, phải không? Trời ơi, nè bà Sáu kỳ lắm nha. Mỗi bữa không có chuyện gì xảy ra, bữa nay đi chợ về, mắt nào cũng buồn buồn hết trơn. Mắt còn nhìn xa xăm nữa chứ. Vậy ha. Mấy cái chuyện tôi không thể nào cũng nói cho bà nghe được. Sao vậy? Nói nghe được người ta nói là nhiều chuyện. Bây giờ sao? Tụi ba, tụi bốn nhiều chuyện, có ngày chúng giả mỏ. Số làng vậy? Sao? Hôm qua, như thường lệ mình đi tập thể dục đúng không? Đúng rồi. Tôi mới ghé nhà ông Sáu Sâm rủ ông đi.
bỗng nhiên tôi phát hiện trong nhà ông Sáu Sâm có chuyện lạ. Lạ? Ừ, lạ quá. Cái tôi mới đem lén tôi bò xuống đường mương, tôi núp sau bụi ông rô để tôi xem coi sự thể cái chuyện nó lạ như thế nào. Bỗng nhiên tôi thấy, trời ơi, thấy không? Thấy mà. Ghê không? Ghê. Ủa? Mày ghê vậy? Có gì đâu ghê. Có gì đâu ghê. Cái đâu ghê nè. Chưa ghê. Chưa ghê. Chưa. Cái này mới ghê. Trời ơi. Ghê quá. Bữa nay nhất định phải nói cho ba biết. Không thể nào để tình trạng này nó kéo dài như vậy được. Phải nói cho ba biết. Nó là con gái. Đã lỡ một lần rồi thì mình phải cứu vớt nó. Chứ không khéo để nó lỡ một lần nữa thì thôi cuộc đời chảy như tàn luôn. Bà ơi! Bà nó ơi! Ra đây nói nghe nè. Ôi trời ơi, đang bắt cái nồi nước lên pha trà. Ủa mà có gì không? Tôi nói với bà là cái gì? Bà thấy cái vàng bí màu của tôi không? Bà thấy chưa? Thấy rồi. Trái xài ghê không? Bởi vì ta nói cái gì mà mình dung phân tưới nước đúng thời hạn là cây trái nó mới hoằng như vậy đó. Ý trời đất ơi bà ơi, sao bữa nay bà đứng với vàng bầu của tôi nó đẹp không thể tưởng tượng được. Thôi nè nè, bà đứng im một phút để tôi ngắm nhìn cái vẻ đẹp của bà. Trời ơi, cái máy chụp hình thằng hai nó lấy rồi, phải chi mà không có cái chụp hình. Thôi ông sao kiểm trời ơi, bữa nay làm gì mà nói chuyện nguyên thiên, chắc trong bụng có gì vui phải không? Bà biết tôi làm gì không? Làm gì? Làm chồng bà. Ông ơi, tôi nói ông nghe, không có ông ở nhà tôi cũng nói vậy á. Ông thiệt là mát tay á, coi nè, trái nào trái nấy vậy xinh ung vậy đó. Rồi. Ai mà như cha bãi cao. Ông nội ơi, tôi lỡ tôi coi cái vàng bầu con chả với vàng mướp á. Trời đất thánh thần thiên địa tinh lá không mà không bà có trái. Bà thấy cái bàn tay tôi mềm mại như con gái đâu. Bởi vậy. Chứ đâu phải cái tay với của cái thằng gì đó. Bãi cao. Thằng bãi cao là cái tay sát thủ. Đó. Đụng tới đâu là chết tới đó, thấy đó, không? Bởi vậy bà này, nhưng mà nó có một cái điều này là bà thấy không? Thấy gì? Cái gì mà mình trồng lên mà cây trái nó sai quằn, thấy không? Thì nhà cửa nó mới vui. Chứ còn mà nó trồng lên mà nó èo uột thì khổ lắm. Bà không? Bà thấy không? Cũng như là chẳng hạn nha, tôi muốn nói với cái nhà của mình đây nè. Cái nhà của mình á, cái gì cũng vui, mình hoàn toàn mà. Chỉ có một cái điều, nó thiếu có một chút xíu mà nó buồn. Ông nói tôi cũng thấy vậy đó. Đây. Nó thiếu một chút xíu thôi. Ủa mà chút xíu gì ạ? Đứa con nít, bà thấy không? Nó mà nó chạy tung trăng đó. Mình nhiều khi đó, nó tè ướt quần áo mình. Nhiều khi mình giận mình la nó. Nhưng mà bà ơi, cái la đó là la thương. Ông ơi, ông nói là tôi cũng nghĩ vậy đó. Vậy không? Mà tôi quên đi. Đúng rồi, nhà mình thì cũng vui vẻ. Tôi với ông thì trên thuận dưới hòa. Con cái nó làm ăn được là cái điều hạnh phúc mà trời ban cho. Cái điều ngặt nổi là không có một đứa cháu thì cái này nó hơi ngặt một chút. Mà tôi cứ nói với con hoài đó chứ. Tôi nói con sanh đi cho ba với má con đứa cháu đang rồi để không nuôi đem xuống tao nuôi cho. Nó nói thôi má ơi, tại cái hoàn cảnh thôi, để tụi con ráng vài năm nữa. Cái tôi nói vài năm nữa là tao chết rồi. Tôi nói thiệt với bà nha, nó mà tại chứ bị riết đó nha, nó hẹn riết đó nha, nó lần lựa riết là tôi với bà tuyệt tự. Còn phải nói nữa. Bởi vì chính cái điều đó mà tôi muốn nói với bà chuyện nè. Muốn nói với bà chuyện. Nói gì? Mà nói bà biết không? Mấy ngày nay tôi đâu có ngủ được. Sao vậy? Mở mắt ra nó cứ trao cháo về cho tới gà gái sáng mà vẫn ngủ không được. Để tôi vô tôi đem cái tim sen không, kìa. Không, không, không,
không có thêm sen gì hết á. Tôi muốn nói với bà cái chuyện này là quan trọng nè. Cái chuyện này là vô cùng quan trọng nè. Tôi biết rồi. Biết vụ gì? Biết. Biết sao không biết. Đó, như vậy là vợ chồng đúng là đồng tịch, đồng sàng, đồng quan, đồng quan. Đúng rồi. Tôi biết là giờ ông muốn khai thác cái miếng đất bên bờ sông gì. Đúng không? Bây giờ muốn trồng thêm này đó phải không? Thấy đẹp quá rồi, thích quá rồi, bây giờ muốn trồng nữa phải không? Chuyện nhỏ, chuyện lớn hơn. Nghe không? Lớn hơn. Chuyện lớn hơn. Biết không? Chuyện lớn hơn là chuyện gì? Thì cái chuyện mà tôi nói, tôi... À thôi thôi biết rồi. Vậy là ông muốn nuôi dê với lại mà tầm gì đó. Nuôi tôm mà. Nuôi tôm đâu đó, phải không? Hồi nãy chuyện nhỏ, chuyện này là chuyện trung bình. Ủa trời đất ơi, mà cái chuyện này tôi muốn nói với bà là chuyện lớn hơn. Nếu bây giờ mà tôi đem được nó về đó ha, thì vợ chồng mình vô cùng vui vẻ. Vậy chứ. À thôi rồi, rồi. Biết rồi. Vô gì? Muốn đem mấy nhà đá về nuôi phải không? Đúng rồi, ông đem nó về đi. Kệ nó, tôi cũng phụ, tôi chăm sóc cho. Cái ông biết không, nó cứ sáng ra nó chạy vòng vòng vòng. Trời ơi, hai vợ chồng đuổi gà nghe. Ý tôi muốn nói là tôi muốn đem. Ông đem gì? Mà muốn đem đem gì? Đem không đem cái gì? Đem cái gì? Đem cái gì? Đem đứa con riêng của ông về. Trời ơi, tôi nói ốc nè, 70 mấy tuổi rồi mà còn muốn có con riêng. Trời ơi chị Ngọc. Trời ơi anh nghe chưa? Trời ơi, tôi nghe rồi, thằng cha xấu xăm bộ tôi hả? Anh đi chơi anh có con không? Chưa. Chừng nào có? Trời ơi, có chừng nào có tôi nói. Tôi bực mình quá. Mất mặt hết trơn rồi, tôi không tập ở đâu. Tôi đi về. Anh về thì em theo. Vậy đi. Mốt đừng bao giờ mà tập ở chỗ mà rủ hai con voi đi nữa. Thôi kệ, để cho vui coi. Hai vợ chồng ổng lúc nào cũng gây lộn coi vui lắm. Mà tôi biết cái người bự con mà còn nhiều chuyện nữa chứ. Quá nhiều chuyện. Tôi ưa nói chuyện ta. Còn chuyện ông Sáu Sâm sao kể tiếp. Sáu Sâm kể tiếp rồi sao? Nói nghe mất cỡ chứ. Ông Sáu Sâm già không bỏ nhỏ không tha nghe. Chết rồi, chết rồi. Ừ, tôi nhỏ đáng tuổi cháu ổng luôn, đáng tuổi con cháu. Mà nói lúc nào ông yêu nó mới chịu. Trời, trời ơi, đó 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 đàng hoàng lắm mà sao giờ trâu kỳ vậy? Già mà khoái gặm cỏ non. Bây giờ sao? Tội nghiệp lắm, sao? Con nhỏ sách, tôi sách, rồi sách đứa con qua gặp ổng. Tội chưa? Nó vô nó gặp ổng. Đứt bắt nó lưng đầu rồi. Rồi sao? Nó khóc một tiếng khóc nức nở. Nó khóc mà. Nó khóc sao? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cô ơi, bộ cô bị nó giật đồ hả? Dạ, dạ thưa bà. Ủa? Bà ơi bà. Có bị giật đồ không mà sao khóc con đứng? Dạ không. Dạ. Bà làm ơn bà cho con hỏi thăm. Nhà này có phải là nhà của ông Sáu Sâm không mà? Phải. Nhà này là nhà ông Sáu Sâm. Dạ. Mà, ủa mà cô. Dạ, dạ con tên là Lại. Con Lại. Ủa cô tới kiếm ông Sáu Sâm có chuyện gì không? Dạ. Dạ mấy ngày qua con đi tìm nhà của ông Sáu. Bà ơi bà, con khổ quá bà ơi. Bà cô ơi, này nín nghe bà hỏi nè. Con tìm ông Sáu có chuyện gì? Cứ nói với ông, nói bà đi. Bà nghe bà vợ của ông Sáu nè. Rồi bà giúp đỡ cho được cái gì thì... Dạ. Dạ thôi. Dạ chuyện này con chỉ nói riêng với ổng thôi. Cô kia. Dạ. Cô đứng lại. Dạ. Cô nói gì? Cô chỉ nói riêng với chồng tôi được thôi hả? Dạ. Chuyện gì quan trọng vậy cô? Dạ. Từ ngày con gặp ông Sáu ở trong quán, con thao thức không ngủ được. Con nhớ ông quá. Cô thao thức, cô không ngủ được. Còn ổng thì cũng ngủ không được. Nghĩa là hả? Cô ở đâu? Cô làm nghề gì? Dạ con ở nhà trọ bán quán nhậu. Cô ở nhà trọ, cô bán quán nhậu. Dạ. Vậy Ông ơi ông ra đây. Ông ra đây ông ơi. Ơi, cái gì vậy bà? Tôi lo cái ao tôm của tôi nè. Ông ơi, ông. Ủa. Dạ. Trời đất ơi. Đừng. Hả?
đừng ngủ nữa. Không. Sao cái chuyện nó về là tôi nói bà nghe. Là tôi chết tại đây. Không, bà bình tĩnh. Cái gì vậy bà? À. Ông cho tôi biết coi cô này là ai đây? Cô nói cho tôi biết coi cô quen với ổng làm sao? Dạ. Bà bình tĩnh. Dạ. Con quen với ông Sáu ở trong quán á. Dạ ông có nói dạ. Ông nói là khi nào kẹt lắm thì hãy tới tìm ông. Ông ơi. Ơi. Dạ. Bà. Ông ơi. Ơi. Khi nào kẹt thì tới tìm ông. Phải không ông? Rồi tôi nói bà nghe cái chuyện nó vậy nè. Tôi nói với bà là tôi đi mua tôm giống. Nghe, tôi lên ở trên đó, tôi gặp mấy cái ông chủ đó. Ông nói bây giờ ông phải đi theo tôi, vô trong này tôi ký hợp đồng. Còn nếu không theo tôi, là tôi không ký hợp đồng. Bởi vậy tôi mới vô trỏng, cho tôi vô trỏng làm gì? Ở trong đó tối hù à, phải không? Dạ, trong đó tới thui rồi bà. Đó, không, bà hỏi Linda coi. Dạ đó, Linda nào nữa? Linda. Dạ, Linda là con. Con là Linda? Dạ. Tại sao không lấy tên Lài mà lấy Linda làm cái gì? Dạ, không phải. Đúng là dưới quê con tên Lài. Nhưng vô trong đó không biết tụi nó nhìn mặt con sao, nó đặt con tên là Linda. Ông ơi ông. Ông ơi, con khổ quá ông ơi. Trời ơi. Ông ơi, ông giúp con đi ông. Ông ơi, ông giúp con đi ông. Được rồi, cô im chí để dạ. Tôi bàn với vợ tôi. Nghe. Dạ. Bà. Thôi, đừng nói nữa. Bà. Ông đừng nói nữa, để bà. Đó tôi dàn xếp được rồi. Mà. Rồi. Tôi dàn xếp được mà. Dạ. Má ơi. Con chết rồi má ơi. Không phải lỗi tại con má ơi. Đó. Chuyện là như vậy đó. Trời ơi, sao ghê dữ vậy ta? Khủng khiếp vậy đó hả? Thôi chuyện của người ta đừng có nói nữa bà ơi. Dạ ông nói. Tôi nói bà nghe nè. Dạ. Ông Sáu Xăm tôi cũng không ngờ con người của ổng nha. Ông đạo mà ông đàng hoàng tử tế mà hết chuyện ông đặt chuyện đó. Ông nói đi mua tôm giống trong nhà hàng karaoke. Ở trong làm gì có tôm giống. Có nước có chèm chép. Ủa ê đó nghe. Mà sao ông biết là ở trong nó có chim chép? Chắc có đi rồi. Không, nói gì nói chứ. Ông không có đi đâu, sao không có đi được? Sao tôi đi được? Mà thí dụ ổng mà có đi á thì cũng không sao đâu. Trời mà ông thấy ghê lắm. Trời không có ai làm lỡ đâu, có mình tôi bị làm lỡ ổng thôi. Không nha bà. Nhưng mà thôi, nói gì nói, bây giờ tôi khẳng định lại nè. Tôi cương quyết luôn là bây giờ ai muốn mua tôm giống, ai muốn mua chim chép vậy thì tới nhà mua đó. Không có đi đâu ra khỏi nhà trơn. Vậy là xong. Vậy đi chắc ăn. Vậy chắc ăn. Đừng có nói chuyện người ta nữa. Sao? Chuyện người ta đó đừng có nói. Bây giờ vô trọng tâm vấn đề ông Sáu Xăm sao rồi nghe kể tiếp bà. Nè ông nè, con nhỏ đó ẵm đứa con quăng vô nhà ổng. Bà thấy vậy chịu đâu có nổi. Giận quá xách đồ về nhà má bà luôn. Ủa sao bà già rồi bà còn má bà hả? Chắc giống tôi đó. Mỗi lần tôi gây lộn với ông nội này là tôi xách đồ về nhà má tôi không. Giờ sao ta? Thôi được rồi, bảy lùng, tao khuyên bảy cao, quên. Nó cao. Ừ. Cứ kêu nó lùng hoài. Bảy cao, tao nói mày nghe nha, mày đừng nhiều chuyện nữa nha bảy cao. Tao thấy cuộc đời của mày là tiêu gì cái miệng mày đó. Gần cái miệng mày có cái bát bự nhất thôi chứ không có cái gì trời. Cho nên đừng có học cái tánh đó. Mày đó mày nhiều chuyện lắm, mày nhiều chuyện nhất sớm này đó. Đúng rồi, còn đâu có nhiều chuyện đâu. Vợ chồng tao đâu có nhiều chuyện đâu. Không có nhiều chuyện. Nhưng mà cái vụ đó giờ tính làm sao? Tôi tính vậy, tôi là tổ trưởng cái xóm này, tôi phải bảo vệ tổ viên. Với tư cách là một tổ trưởng, tôi sẽ tới nhà ông Sáu Xăm tìm hiểu nguyên do của vụ này có hay không. Nếu có, tôi sẽ đem ra phê bình. Giúp đỡ cho ổng cuối cùng mới giúp đỡ đoàn tụ gia đình. Còn nếu mà ổng chối thì mày cứ việc nó phải bù euro, tao hô lên tiếng mà phóng vô mày đâu chối liền. Đúng rồi, bây giờ tôi với vợ làm chứng luôn. Vậy đi. Bà cũng đi. Đi luôn. Với cái mía này hả? Đi luôn. Thôi được rồi, đừng nghe lời tôi. Nhà Sáu Xăm. Rồi. Trực chỉ bụi euro tiếp. Đi. Ông á nha, ông mà lén phén á, ông chết với tôi á. Thôi, thì cũng quá đi. Nghe gì không? Nghe gì? Bụi euro, tiếng. Bây giờ con muốn ông làm cái gì nè? Ông ơi, ông làm ông địa cho con đi ông. Làm ông địa phải không? Dạ. Tùng phân. Ông. Hả? Ông chạy đi ông. Chạy không?
Ông ơi, con mắc ỉa quá. Mắc ỉa? Dạ. Mắc ỉa thì đi ỉa rồi đi xuống cầu. Ông ơi, con không đi cầu đâu. Thế sao con? Con đi bô à. Đi bô? Dạ. Có cây bô, con chờ ông nha. Dạ, ông ơi nhanh lên đi ông. Mắc ỉa quá. Rồi, ngay sau. Đây. Rồi. Ông ơi, ơi, con muốn ra giường bầu ông ơi. Ra giường bầu. Đây, ngồi xuống. Ông ơi, ơi, con nóng quá. Nóng hả? Dạ. Có kỳ quà. Ê, rồi. Ông ơi, con buồn quá. Hả? Con buồn quá, ấy không ra. Ỉa thì làm sao vui được con. Ờ, thôi, ráng đi con, ráng chút xíu đi. Hết ỉa là vui à. Rồi, hay là bây giờ ông lấy cái kèn, ông thổi cho con nghe nha. Rồi, đây. Rồi sao nữa? Nghe gì ông đâu? Ơi, ơi. Con nghe xong rồi ông ơi. Về xong rồi phải không? Dạ. Rồi xong rồi đi nữa, đi vô. Đây. Ông vậy. Tôi đại diện, tôi là tổ trưởng, thì tôi vô cổng tôi điều tra. Đúng rồi. Mọi người phải núp với bộ rô này. Rồi có gì cái hú cái tôi ào lên. Nếu mà ông chối là cứ kêu ông bảy cao ra đâu cháu. Đúng rồi. Chúa đã nhiều chuyện. Bây giờ ông vô trước phải không? Nhưng làm gì ông nhét cái độ lỗ mũi ông mà. Ông thấy gì hả? Bốc mùi chịu gì nấu. Thì muốn lấy được tin tức là phải chịu đựng chứ. Ông vô trước đi. Vậy đi. Đỡ rồi ha. Tôi dưới này nha. Trời ơi, vợ chồng ông xích ra có làm gì mà đi trễ mà vô lên đi chi sớm dữ vậy hả? Phải tranh thì đi trước chứ. Bà ơi, mất chuyện. Nước đi. Nước cũng ngồi. Ô rô, hạ bể, hạ. Ô rô kiếm cái này thiệt bén hơn. Hai đỏ. Hello, xích xăm. Hả? Là gì? Tôi chào anh tí ăn lê đó. Rồi con dạo sáu xăm. Rồi khoanh tay cho ông đào qua. Thấy đẹp trai không? Đẹp đó. Thôi bây giờ vậy nè, ông nói chuyện nghe, ông nói chuyện chút con lợi đó, con ngồi chơi nha, đừng có phá, đừng có chạy đi đâu hết nha. Rồi ngồi đi. Rồi chơi đi con. Chà bảnh trai dữ nha, gờ quá. Ê hello xinh xăm hả? Cái gì vậy? Sao nhìn dữ vậy? Nhìn gì dữ vậy? Cái thằng này nó đẹp trai quá. Nó hút tôi quá nên tôi có nhìn nó. Vô đây. Sao đi đâu đây? Ủa nãy giờ vô đứng nói láp giáp mà không thấy chị Sáu đâu hết anh Sáu. Bà giận tôi, bà xách vali bà về bên má bà rồi. Trời ơi, vợ chồng lớn tuổi có chuyện gì đóng cửa vô buồn rù rì. Chứ làm chi cho chồm sớm họ nghe họ đồn bậy bạ. Bà giận tôi chứ tôi đâu có giận bà. Ây, mà thôi cái chuyện giận hờn thì chắc tôi nghĩ cũng có nguyên nhân. Nguyên nhân sao? Cái xóm này hôm nay tôi nghe họ đồn trời đất ơi, họ đồn anh tôi nói danh dự của anh nát như tương. Họ nói anh á là đi hát karaoke trong quán mộng ảo ha. Mới đây mà đồn dữ vậy đó hả? Trời đất ơi, dư luận ác dễ sợ thiệt. À, có không? Thì có. Đã, hãy chưa. Vậy đâu phải là dư luận. Nè, con ngồi đó chơi, con đừng có đi làm té nghe chưa? Ngồi cái này đâu đi. Đừng la đó. Nghe, ngồi đó đi, con ngồi đó, ngồi đi. Nè, bây giờ tôi nói thì chắc cũng không ai tin. Nhưng mà tôi thề với ông bạn già của mình rằng từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng biết trong đó là cái gì. Nhưng mà kỳ này nó có nguyên do là tại vì mấy cái ông mà giám đốc đó là muốn tôi vô trong đó. Thành ra tôi phải qua sông là phải lị đò, nguyên nhân là như vậy. Mà giờ tôi nói không ai tin, ngay cả bà xã tôi nói cũng không ai tin. Nhưng mà tôi tin. Người vô cổng thấy làm sao, nó nghe coi. Thì coi gì, con ơi coi chừng té nghe con. Đâu có chừng té. Thôi đừng có la nữa, coi gì đâu.
tối hù như âm phủ. Nghe, không thấy gì hết. Quỷ mặt xanh, mặt đỏ, mặt vàng, đủ thứ hết. Trời đất ơi, nhạc sập sình. Tay chân cầu ngọ ngoại giống y như là khỉ mất phong. Đó, vậy đó, nha. Mỗi một con quỷ ngồi một cái bàn. Mỗi một cái bàn có đứa con gái 15, 16 tuổi ngồi kế bên. Giống như là cháu nội hay cháu ngoại nó vậy. Trời đất ơi. Rồi ông đừng nói ông vô trọng, ông trăng mình chịu đựng nha. Đây nè, bia ra nó khui tùm lum hết, nửa uống nửa bỏ. Trời ơi, tôi thấy tôi tiếc hùi hủi vậy đó. Tiền đâu mà mấy trả quá trời quá đất. Còn tôi hả, tôi ngồi ra tôi êm ra, không dám nhúc nhích gì hết. Nè, tự nhiên có con nhỏ 15, 16 tuổi, nó lợi ngồi gần kế bên tôi. Trời đất ơi, ông nội, ông già có một thiết mà con nhỏ 15, 16, lợi ngồi kế bên chắc đã lắm ha. Đã cái gì? Cái câu nói đầu tiên của nó là biết gì không? Anh ơi, anh uống đi, em bưng cho anh uống. Trời đất ơi. Tôi nói nè, nghiêm chỉnh lời nghe, tôi lớn tuổi rồi nghe, chứ không phải còn con nhỏ nha. Trời ơi, hai tay tôi rung liền nè. Tại sao nó ngồi gần mà tôi rung vậy nè? Im ra. Cái tôi nói bật cái câu đầu tiên tôi nói nè. Nhà cháu ở đâu? Ba má thế nào? Còn mất anh em mấy người, tại sao không làm nghề khác mà làm cái nghề này, làm nghề khác cho nó có tương lai hơn? Tôi nói có vậy đó. Tại nó cười một cái rần ở trong đó. Quân nào cười? Thì ở trong đó quỷ mặt xanh mặt trắng nó nói: ê, cái cha già ó đâm, cha già man man, cha già khùng. Không mà vô đây cái chỗ người ta vui chơi gì, vô tương lai, ở đây không có tương lai sao, ở đây cũng có tương lai vậy. Đó. Ý nó là anh lo chuyện bao đồng đó. Tôi... chạy giờ nữa kìa. Chạy. Được coi thực tế không? Đi vô lại. Đừng làm. Rồi tôi nói, ai nói gì nói. Tôi vẫn tiếp tục từ từ tôi giải thích cho nó, lợi hại cho nó nghe. Làm cái này không có tương lai, con thấy không, cái cuộc đời con rồi nó sẽ chết thôi, rồi xì ke ma túy đủ thứ hết. Tôi nói tới đó cái là bật khóc. Bật khóc, tôi nói thôi đừng khóc, bây giờ vậy nghe không? Nghĩa là bác thì già cả rồi, bác luôn luôn cứu giúp những cái người mà hoạn nạn. Thôi bây giờ nếu cháu thấy rằng khi nào cần thì lại tìm bác, nó hỏi nhà đâu, tôi nói tôi ở xóm này nè. Đó, nhưng mà từ cái ngày đó tôi về cho tới bây giờ, trong lòng tôi làm như là nó bị một cái gì ám ảnh tôi khó chịu mà tôi phải chuộc lỗi lại. Đó, tôi nói là cái chuyện vậy đó. Trời đất quỷ thần ơi, cái chuyện có chút xíu mà cái chuyện có thôn thức qua cái miệng của vợ chồng bảy cao thành thú quắc. Bởi vì nó đôn đặt dựng chuyện nói ông ấy vậy mà đi tò te tí tí gì đó. Rồi rốt cuộc rồi đó, bưng gì thằng nhỏ, rồi cái vợ ông giận bỏ đi. Đó, còn cái vụ thằng nhỏ này mới là quan cho tôi nè. Nó con để, ai để tôi nói cái vụ thằng nhỏ nha. Cái thằng nhỏ này nó là con rơi con rớt của cái thằng chó đẻ nào đó. Má nó ơi, nói cho tôi biết, má nó bị dụ dỗ có bầu. Sau khi sanh là thằng kia quất người chuối trốn mất. Bây giờ đi không được, ở cũng không xong, đem về nhà thì xấu hổ với xóm làng, và chỉ còn cách là tới đây nhờ tôi nuôi thằng nhỏ nó dùng. Bây giờ tôi hỏi nè, gặp ông bạn già của mình, nếu gặp hoàn cảnh của ông như tôi thì ông nghĩ sao? Ông nói tôi nghe coi. Trời đất ơi, thì tôi cũng như anh, tôi cũng mốt vậy tôi nuôi chứ. Cái nghĩa cử của anh đẹp quá. Vậy mà cái quân ô rô đó nha, trời đất quỷ thần ơi, nó dựng chuyện nó nói rồi tôi là tổ trưởng xóm này. Tôi phải qua tôi điều tra. Chứ đồn riết là uy tín của anh còn gì nữa. Bây giờ tôi nói cho ông bà già mình nghe, ông bà mình có cái câu nói rất hay: bầu ơi thương lấy bí cục, tuy là khác giống cùng chung một vàng. Thì tôi coi như bà con hàng xóm mình là bầu đi, còn thằng nhỏ đó tôi đặt tên nó là bí. Ôi nó đâu rồi? Bí à? Bí! Mày đâu rồi bí? Có té buồn té sao không bí? Bí! Mắt ông la, sao la dữ như vậy? Tôi nhờ ông coi giùm nó vậy đó mà ông để nó chạy chút xíu nữa là nó rớt xuống sông rồi. Trời ơi, bà về tôi mừng quá, bà về là bà hết giận tôi rồi phải không bà? Có gì đâu mà giận rồi, không sao. Thôi giờ tôi nói cho hai ông bà nghe, tôi đại diện là tổ trưởng tổ này. Tôi nói là cái nghĩa cử của anh Sáu là nó đẹp tuyệt vời. Chị giận chi nữa hả chị Sáu? Đâu, tôi có giận hồi không? Đâu. Về bên nhà có công chuyện chút. Vậy thì được. Ông vậy đó rồi. Biết nói tôi giận không? Giận cái gì? Đáng hoàng nghìn lắm rồi. Gì đó con? Gì á? Tôi đang thấy á. Mà 4-5 người bu lại nhìn con đi bà. Ô, sao vậy? Ai nhìn vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ở đây
trời đất thánh thần thiên địa làm gì mà bu dòm mà trời ơi làm gì chứ bự rô dữ vậy. Lên đây trời đất ơi người lớn mà lỗi sình lỗi lầy mẫu người nứt mũi ô rô bu ra đây chơi ủa cái trời rồi nè mấy người ra nứt là mỗi người mũi ô rô làm gì có cái mũi gông nữa kìa. Đi lên đi. Ước kẹp dẹp không lên. Lên đây. Vô nhà chơi. Làm gì mà núp của mày đồ núp đó làm chi. Mày có con núp trên đây nó lai. Rồi vô trong mặt vậy đó. Nè mới nói. Nè đừng có nhiều chuyện nhau. Chuyện không có. Ê. Chúng gì vậy? Con nè. Đi qua phanh tay xin lỗi ông bà đi. Tại sao con đá xin lỗi ông bà ô rô. Xin lỗi ông bà ô rô. Giống gì hả? Nè nè. Xin lỗi sao nhỏ này. Giống ba mai quá ông ơi. Trời giống bị can hả? Đậu ơi. Sao kỳ vậy? Không phải tôi mà. Trời ơi giống nhau quá hả? Trời ơi không phải tôi. Trời ơi giống mà. Ra giùm cho ông ơi. Không phải tôi. Trời ơi cho mọi người biết nha. Trong bộ luật hình sự của mình á, có cái luật á, ngược đãi trẻ con là tội nặng lắm á. Đâu phải của tôi đâu. Ẩm lên đi. Ẩm lên đi. Ẩm đi. Ẩm đi. Ẩm đi mà. Ủa ẩm được hả? Trời ơi nãy giờ thấy thằng nhỏ này dễ thương quá. Chà nặng quá con ơi. Nó dễ thương vậy nè bà bỏ ẩm đi. Giống là ăn mày. Trời ơi. Nè ẩm đi. Té ẩm quá. Để ông lạnh vậy. Té. Dạ. Dạ. Sao? Con thưa ông Sáu. Dạ con cảm ơn ông Sáu. Con cảm ơn bà Sáu. Con cảm ơn mọi người. Dạ đã đặt tên cho con của con có thêm cái tên là Bí. Dạ từ lúc mà nó sinh ra tới bây giờ á, con chỉ kêu tên nó là bé Lầm thôi. Dạ cho tới bây giờ thì nó vẫn chưa được làm khai sanh nữa. Ủa? Trời chưa có khai sanh. Chưa có khai sanh. Ông lo cái vụ khai sanh cho thằng nhỏ dùng cho cháu. Yên chí, bà con sớm này sẽ lo khai sanh cho nó nha. Còn cháu á đã lỡ làm một lần. Bây giờ phải làm lại cuộc đời. Đừng để lỡ làm lần thứ hai. Nghe chưa? Còn cái câu lạc bộ tập thể dục của mình á. Mày đi tập ấy, mày đi tập. Mày tập chẳng đi tập mà có thêm một thành viên mới. Ngày mai đi tập thể dục với ông nghe chưa? Con không đi. Ông sao vậy? Vậy?